Chào bạn, thì cái xe của mình nó xài lâu ngày á, cái dây quấn ghi đông nó bị mục hết à, đứt hết trơn rồi nè, hai bên luôn nè. Mình có mua trên mạng hai cái dây quấn mới nè, hôm nay mình sẽ quấn lại cái ghi đông của mình nha. Thì mình cũng không rành cái này đâu, mình tham khảo trên mạng mà mình quấn thử coi nó có dễ hay không nha. Nếu mà quấn không được thì đem ra tiệm. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt bỏ cái dây cũ nha, rồi mình sẽ quấn cái dây mới. Theo cái mấy anh có kinh nghiệm ấy, mấy anh chỉ ấy, là mình lấy cái dây này nè, mình cắt khúc khoảng bao nhiêu đây nè, để mình lót cho cái phần mà lòi này nè, khi mà mình quấn nó lên từ dưới lên đây ấy, thì nó không có lòi cái này ra ha, nó xấu. Còn mình thấy cái dây quấn cũ ấy, thì nó không có lót ha, nó quấn nó bít luôn. Thôi thì mình cứ làm theo hướng dẫn trên mạng đi. Mình sẽ cắt ra một đoạn mà mình chừa để hồi mình quấn lên tới đây thì mình sẽ úp lại ha. Rồi sau khi mà quấn xong thì mình được kết quả như thế này các bạn. Nói chung là không phải chuyên nghiệp, quấn không có đẹp. Chấp nhận được thôi chứ không có đẹp ha. Mình coi vậy chứ cũng không có dễ ăn đâu nha. Cái chỗ này, cái đầu nối tới đây là cái lớp đen này là nó cho theo nè. Nhưng mà quấn lâu nhìn thấy nó cũng không có đẹp. Thôi chịu thôi. Nói chung là nó cũng rẻ, cái này có mấy chục ngàn nên là
quấn thay cho cái dây cũ đứt. Nói chung là nhìn nó đẹp hơn cái dây đứt thôi, nhưng mà do cái cách mình quấn mình không có chuyên môn á, lâu lâu mình làm một lần á, nhìn nó cũng tầm 4-5 điểm á, chứ đưa thợ quấn thì chắc được 8 điểm ha. Thôi kệ bà nó, chơi luôn. Rồi xin kết thúc video tại nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.